Vâng, và đó là Lesak dành cho các đội viên của Team Secret. Lesak David dành cho Nisa. Của Lesak này sẽ xử lý được cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Thiếu đam phép. Không có quá nhiều sát thương phép. Để có thể bắt chết được những đối tượng được câu em play. Nào. Giờ thì Nick sẽ có cho mình lựa chọn gì? TA trong tay của Miracle. TA đánh cùng Lesak à? Nghe hơi tự hủy nhỉ? Lesak thì cũng là một hero phá đi cái reflection rất là nhanh. Để xem Nygma sẽ ban gì. Nếu mà là TA là Ashe thì anh đang muốn một con hero đánh sớm đến từ bên tuyến của anh thắng. Hay là anh thắng cầm cầm luôn Ashe nhé. Anh thắng ách á. Ashe TA khỏe mà. Ba này bay của tàu. Tốn tài nguyên lắm. Vẫn đang suy nghĩ. Tịch mà ba đi một con PL rồi. Tốn tài nguyên lắm đấy nếu mà muốn thực sự là muốn đánh Akari. Khéo lại còn farm K vào con TA này thì thôi. Nếu mà là anh thắng game này, TA đi mid rồi, anh thắng cầm một con gì đó semi thôi. Ember trận này ổn không nhỉ? Ember đi với mát ổn. Ember carry à? Ember đi mát ổn mà. Đã đánh TA đi mid thì phải lấy con nào farm ít thôi. Chứ chơi một con farm nhiều thì lấy đâu ra đất mà farm. TA đã farm nhiều rồi. Trông hơi giống là anh thắng cầm Ember. Nếu mà trận đấu này anh thắng cầm Ember thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn Nygma. Nhưng mà để xem. Chúng ta vẫn còn khá là nhiều con. Void. Void game này ổn. Có thể lồng đẹp để cho TA đứng ngoài xiên. Quyết định ấp trứng. Sunray săn đủng gì đấy. Miracle bật bật cái điện lên đi Lalo. Bật điện lên chơi hỏng hết cả mắt bây giờ chứ lại. Không sao. Đeo kính rồi. Không anh ơi, vẫn phải bật điện. Bây giờ kính thì đa phần là phủ một cái lớp để chống ánh sáng xanh mà. Không đâu anh ơi, bọn em đâu có ai cũng có kính phủ ánh sáng xanh như anh đâu. Đấy là anh đọc trên mạng anh biết thế. Chứ còn anh cũng dùng kính thường. Để em cũng thế. Miracle thì Miracle nghèo mà, băng cước nghèo. ta Anh vô đi địch đây. TI bảo nghèo. Người ta Trời ơi. nghèo. Vô địch TI bảo nghèo các bạn ạ. Chán. Người ta nghèo. Tiền nộp hết về cho tổ chức rồi lấy đâu ra. Điên. Monaco chắc bây giờ trong tài khoản ngân hàng là cũng phải có trên triệu đô. 1-2 triệu đô là chuyện bình thường. Nào, Secret sẽ bán gì? Bán đi Zac. Một con Zac trong tay của I Like To Win. Để xem nó các đội viên của Team Big sẽ pick cho mình con bài gì đây. Mình đoán là Ember thôi. Đã là TA đi mid thì phải là một con xếp lên farm mid. Ember. Void Spirit. Axe carry em ạ. Carry thật. Axe carry. TI7 được bao nhiêu tiền nhỉ? Thế 7 á? Sớt lại Sớt xem. lại cái 32 phải. Anh không nhớ rõ lắm. TI7 nhưng mà phải lấy tiền của team Secret à, lấy tiền của team Liquid thôi. 2017 được 2 triệu. Tổng thể bây giờ là được 4 triệu 8 à. Thế là cũng ngon đấy chứ đúng không. Nhiều tiền mà. Nhưng mà bây giờ là cũng phải chảy bớt rồi. Làm gì còn 4 triệu 8 trong tài khoản nữa. Chảy đèo vô cơ các kiểu rồi. Nói chung Miracle là cho bây giờ trong tài khoản còn khoảng tầm 2-3 triệu. Đấy. điên là người ta tiêu gì đến 1 triệu đô một năm hả anh? Từ 2017. Ừ, gì đến Bây giờ một 2021 tới 4 năm rồi. 4 năm tiêu hết 1 triệu đô à? Chả thế. Mới thằng Tây thì thôi. Vâng, và chúng ta thấy một con đó là Alchemist trong tay của Matumbaman. Vâng, rút bài tủ ra để chơi rồi. Matumbaman cầm một con Ake. Nhưng mà con hero này thì Siêu ao meta luôn. đúng. Con Ake đã bị nớp quá nhiều rồi các bạn ạ. Bật tiếng em ơi. Nghe xem một tí mấy ông cắt từ Hey, nước ngoài this is all I'm gonna say is when it's an alchemist game, it's an alchemist game, so I'm gonna go with Team Secret.
Oh. I have to say as well. An alchemist game is an alchemist game. Thank Back you. To you, Tsunami. That's the trifecta. That's the trifecta. We'll have to, in cinder and spirit, please, Shannon, I know you know the man better than any of us. Tell me, is this an alchemist game? Vâng, có vẻ như là analyst nước ngoài đều lựa chọn Team Secret. Nhưng mà tôi thì không. Trong những cái tình huống hiểm nghèo thì tôi sẽ tin băng cướp. Nick 3 sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Ok. Hỏng ở đấy, anh phải chọn Secret chứ nhở? Anh chọn Nick 3. Thì kèo nằm mới hết ở với Nick 3 anh ơi. Anh chọn Nick 3. Nick 3 thắng được. Em xong tin rồi. Anh. Xong rồi đấy. Trận này AK game cái gì? Phương 3 phần ACTA sao nó bút như thế? Trận này Nick 3 thắng. Nào chúng ta cùng chờ đợi để xem là Nick 3 trận đấu này có thể solo bull sớm hay không đây. Với việc là sử dụng TA thì cái việc put nó không phải là quá khó đâu. Lên một cái đầy xô đẩy sớm. Ách carry Vanguard Manta đúng. Berlin Sắc AC. Ủa xanh nữa thì có thể lên được cái set. Nó là ở giữa lằn danh luôn đấy. Lisa đang dơ một cái bờ mông để dụ dỗ các đặc biệt của Nick 3. Nhưng mà Nick 3 lại không nhìn thấy. Nào, khu vực này để check mắt thôi các bạn ạ. Kỳ hói chạy ra và ngay lập tức Lisa trốn luôn. Hợp lý đâu. The battle begins. Cảm giác ở đây sẽ là một game đấu nhanh đến từ Nick 3 nếu mà họ hoàn thành được cái mục tiêu của mình đầy sớm. TA limit với cả lên sắc à? Kèo này anh thích TA hơn một tí. Đẩy creep nhanh, không tốn mana. Trong khi đi xa thì cần phải spam skill rất là nhiều. Có mắt thì bị phá rồi. Có mắt để quản lý cái khu vực đằng sau. Có mắt này chính xác là để xem là giáp dô có vòng sau không. Đúng. Để bắt một người miracle. Nhưng mà Nick 3 bị phá luôn. Đây deny đang là tốt tới từ vị trí của anh chàng Lisa. Deny được một con sao? Rồi. Ủa, lên để trông hơi mệt. Hơi khổ của thằng dài. Bây họ đi chịu lên top rồi. Họ muốn đi vào con Ash này. Và để cho Matuama được farm. Ash là một hero chính xác thì nó không hẳn là một con carry. Nhưng mà vì cái chất tướng của nó, cái khả năng regen cao ở ngay từ những level đầu tiên, nó giúp cho Ash có thể trụ lên ổn. Đây là lý do vì sao mà Ash đang là một trong những sự lựa chọn hot ở vị trí carry. Thực ra thì cái lượng sát thương của Ash nó chỉ tăng trưởng vượt bậc khi mà em có sự mình sắc cũng như là mata. Chứ còn trước đó là bình thường. Đúng. Thì con Ash này skill đam nó khá là hên xui. Quay thì nó cũng ING các bạn ạ. Thậm chí là có một tá creep xung quanh chả thấy quay gì cả. Ok, win rate đang là 50%. 10 thắng, 10 thua. Và với Mantum thì nó là 71%. Có thể nói là Mantum đang là một trong những carry thành công nhất. Miracle ở mid thì sao đây? 6, PS 9. Deny đang là căng thẳng tới vị trí của Nisa luôn đấy. Miracle kém hơn ạ. Ở đây thì Enchant di chuyển ra. Có Battle Hunger vào. Nhưng mà giáp do thì có vẻ là cũng đang gặp một chút vấn đề nha. Khi mà anh ta mất rất nhiều máu. Và có vẻ giáp do sẽ là người phải nằm xuống ở đây. Ừ. Có cái sưởi First không đủ rồi. Cái sưởi của Mappé nó không đủ để giúp cho anh chàng giáp dô sống sót. Chết một mạng đầu tiên. Nhưng mà Tuoma thì cũng chẳng có tâm lắm. Đang farm rất tốt. Rune Battle. Chính xác là Rune Water đầu tiên ở khu vực dưới boss thì sẽ là thuộc về anh chàng Nisham rồi. Mất nhiều creep nha. Một con tay dài. Chỉ mất vậy thôi, Nisa vẫn là xử lý được. Miracle đang hơi mất thời gian với cả một con lan sắc. Thường thì sẽ là cố gắng đẩy lên vào farm rừng. Anh đặng không nên cố gắng đứng lên làm gì cả. Ui. Lên này thì bắt đầu khó thở anh Matum nha. Con Ash này đang rất ảo đấy. Thỉnh thoảng nó xoay nhiều thì thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng côn nhưng mà chả thấy xoay gì.
Nào, có lẽ là Pape đã có thêm cho mình một điểm vào cái bùa rồi. Nhưng mà đây là một cái lên mà phải có Zapdos. Zapdos phải slow. Sau đó là một điểm Maladic nổ ra thì mới có sát thương đến được các đội biển Team Secret. Chứ con Matu tầm này chỉ có xịt độc đâu. Phạm hơi bỏ mứa tới vị trí Miracle đấy. Không, tầm này ăn cái con tay dài hơi mất thời gian em ạ. Sẽ lên. Tầm stun được vào người của Ash ở đây. Vẫn là một game đấu chậm đâu. Ok, quyết định lấy Battle Fury à? Được. Có thêm HP regen, mana regen đầu game. Tăng tốc độ farm nữa. À, Ake bây giờ mà chơi đóng kiểu một cái Radiant thì nó hơi cẩn thận quá. Chính xác là hơi mạo hiểm, chứ không phải hơi cẩn thận. Rồi, lần này dí Pape, là Pape không được. Hơi khó để sống. Cũng được. Chắc chắn là phải sẽ xoay. Phải xoay thì mới có thể xoay. Dí điểm ngay được. Nhưng mà Pape bị dí này thì là không chết rồi. Đen. Đen. Anh thắng hơi đen. Pha đấy nếu mà xoay là có mạng đấy. Dire's top tower is under attack. Chậm quá nhở. Trận đấu này rất chậm. Có vẻ như là Nick Ba đã tìm ra được cái đường lối để giúp cho họ đi xa. Đó là phải đánh chậm. Đánh nhanh đôi khi bị Snowball ngược em ạ. Nó lại là thua nhanh luôn. Đánh chậm với cả Secret à? Bây giờ nếu mà tính về các team DTI thì có team nào đánh nhanh nhỉ? Các team tàu thì thôi không tính ấy. PSGLG đánh nhanh nhá. Team này đánh nhanh. Họ đánh cũng vừa vừa thôi, không nhanh lắm. Nếu mà đánh chó điên thì anh nghĩ là phải là mấy team SA nhờ. Bình thường họ không chó điên đến mức đấy. Bây giờ cậu cũng định GG và D-Dive. Anh nghĩ là nếu mà để mà nói là kiểu mass gank thì không có đâu. Các team đều đang giữ cái thái độ rất là tôn trọng ở meta. Meta này thực ra nó cũng không nhanh lắm. Chẳng qua là có một số bài như kiểu bài Ash Carry đánh khá là nhanh. Nào, tìm được cái mắt được cắm ra nhưng mà chắc là họ cũng lộ rồi. Đúng. Với việc là bên phía team Digma có một mắt trước thì mắt của Sensi đến bên phía Secret cũng lộ. Trông đi Shady lên khó chịu chưa? Vẫn là tập trung deny thôi. Đã đang farm hơn 13 con. Tiêu. Giờ Lisa đã có 6. Lên bot thì thôi khỏi phải nói. Không có một con tay ngắn nào mà đi cùng Sun King ổn cả. Mà network của Mass thì anh ta đang vượt trội hơn cả Sun King. Anh ta chỉ tập trung vào farm thôi. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải bỏ mạng lại rồi. Epicenter và sử dụng cho mình cái Burrow Strike. Có thể là anh ta vẫn farm được. Nhưng mà cái lượng máu thì anh không nghĩ là Mass sẽ quản lý ổn. Rõ ràng là cái việc đi lên tầm Sun King xong rồi dính cái Sandstorm này rất là mệt mỏi. 2-0 dành cho Digma. Vẫn đang giữ được cái lợi thế về mạng. Nhưng mà network thì nó đang nghiêng một chút về phía Secret. Nhưng mà chúng ta cũng biết là nó đã có một con Usa, chính xác hơn là một con Archimedes. Thì cái lượng network nó sẽ luôn chênh về phía của Secret mà thôi. Và đặc biệt là Archimedes này còn đang là farm ổn. Không vấn đề gì. Ok, lên Fury. Đi sang thì đang cố gắng đẩy cái khu vực trụ top khi họ nhận ra rằng là con Ash này không có khả năng đem. Nào, đai trụ luôn á, hơi mạo hiểm. Chỉ muốn ăn trụ thôi. Ăn trụ thôi. Codify không hề có đến được các biển tín tích ma, họ cố gắng là dùng thân mình. Nào, bất tử hàng G, thêm nhổ, slow, các thứ, đẩy cho Lisa đi về. Không được mất trụ quá sớm. Đúng. Bây giờ anh thắng có mất cái trụ này là tiêu. Sun King thì lên thẳng Blink à? Anh ta đang muốn góp mặt vào trong tình huống teamfight. Nhưng mà thực sự mà nói thì, tức là nếu mà em Blink vào ở cái giai đoạn đầu game khoảng tầm 15 phút đổ lại thì anh cứ giả sử như vậy, thì cái người follow sẽ là ai? Ash không? Đúng. TA không? Hai con rồng cùng lắm là nhổ băng theo, nhổ sunrise theo một tí. Nên anh không nghĩ là cái Blink của Sun King đang là hay lắm. Cảm giác một cái giày bay. Trừ khi là anh ta có Epicenter. Một cái Vanguard sau đó giày bay đi. Rồi bây giờ lên đồ tanh hay hơn. Thực sự là Team Digma bây giờ họ cần một cái pai hơn là một cái Blink đến từ bên phía của Mind Control. Đành dùng ai sai sai hôm trước đúng không? Đúng rồi. Giày bay Vanguard. Em cứ lên đồ chơi. Tại vì thực ra ấy, cái con Lensack nó cũng dí vào mà.
Trừ khi là bây giờ Mike Control tự tin với việc là anh ta có thể epicenter đẹp thì ok, còn không là thôi. Thì Berlin nó sẽ không có quá nhiều tác dụng trong trận đấu này. Đi ganh thì làm gì có người follow đâu. Dài đang tích tiền lên được gì nhỉ? Chơi này gậy lốc được, có thể lốc ách lên, hạn chế việc là ách xoay để gây đam lên các thành viên của team Secret. Dài đang đứng trên mắt của đối phương, lộ rồi. Nhưng mà bên phía của team Nick Mạng không muốn làm gì cả, họ đã bận farm đến tất cả ba cánh. Không biết là Michael có mua Blink không, nhưng mà chắc là đổi đấy. Vẫn lên, lên xong rồi. Ôi, vẫn lên Blink à? Thôi thì có một cái Sertan chủ động đi. Nhưng mà thế thì Michael sẽ phải di chuyển rất nhiều. Nào, lên Blink mà lại đứng lên farm là chết. Fury thì đã sắp có trên người của anh chàng Alchemist rồi. Network nó sẽ ngày một nghiêng về bên phía của Secret mà thôi. Michael nên di chuyển và nhượng lại cái khoảng farm J-Bot dành cho I Like To Win hợp lý. Anh ta phải đi ganh. Và Tùm Màn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Và cảm giác là Ma Tùm, anh ta sẽ hơi chết ở đây. Nằm ở đây với một cú epicenter cộng thêm cú côn. Nhưng mà anh thắng phải TP trung bot để farm tiếp. Đúng. Chứ còn bây giờ khu vực bot lên đã bị bỏ trống, nên TP trung bot. Bây giờ gần như là những cái khoảng farm đến từ Digma là khá ít. Mirko đi farm khoảng tầm 70%. Anh thắng phải cố gắng vớt vát lại 30% đến từ những khu vực khác. Đó, quả vừa rồi thì đúng là Ma Tùm farm cao quá nhở. Tin thật đấy. Tham quá. Tham. Có một bãi stack 3 engine. Đây sẽ là cái bãi stack dành cho con Archivist này mà thôi. Vẫn chưa xong. Fury. Ma Tùm chuẩn bị có cho mình bất tập Fury. Và sau đó anh ta chuyển hộ khẩu vào rừng thôi. Phát này không có gì phải nhìn cả. Berlin, Sertan, Epicenter. Khá đơn giản. This ends you. Vẫn là game đấu chậm các bạn ạ. 3-0 ở Digma đang bị dẫn một càng tiền. Khởi đầu yên được game đấu trước đó rồi. Mid game này thì Nigma đánh nhanh hơn. Cái chất tướng của họ không quá mạnh về late game. Chất tướng game này chính ra là ách cũng tạm tạm, không tệ lắm. Tại vì sát thương chủ yếu anh ta là sát thương chuột, trừ thẳng vào máu. Thì anh ta chẳng quan tâm đối phương có cầm đồ gì. Giáp diểm, máu miệng vào thì ách vẫn quay đâu. Nhưng mà Ma Tùm đang farm bất tốc nha. Và Nigma cần phải làm một điều gì đó. Họ cứ farm này là không bằng đâu. Chắc chắn. Miroco đã có Lagun Land chưa? Chắc chắn là tầm này là phải có rồi. Với lượng Edward kick thế kia. Một phút. Chắc là cầm Power Cheat Lagun Land. Đang lên để show. Nào. Một cái Blink của Zai. Hiện tại đến các thành viên Nick3 vẫn chưa biết điều này. Một thông tin ẩn. Một Miroco có thể là mục tiêu bị êm. Nhưng mà Sivit đang rèn. Họ có lao vào hay không? Khu vực này có rất nhiều trap vào Miroco. Đây rồi, sẽ là bị giữ chân lại, găm giáo. Và bị dí chết bởi đó là vị trí của anh chàng Lesap thôi. Nhưng bây giờ thì Wintercut hay để cứu anh ta. Và giờ thì sao đây, côn trúng rồi. Người phải trả giá sẽ là các thành viên đến từ Team Secret. Double kill cho anh Thắng. Và đây giáp gió cũng sẽ chết thôi. Double kill cho Miracle. Vâng, Diết vẫn đủ tâm với để có thể win được tớt vào bên trong. Có quả trứng được ấp ra quá đẹp. Digma có một pha team fight hoàn hảo. Đồng ý là bắt vào Miracle là chuẩn. Nhưng mà họ lại không có sát thương. Đang cuống dồn nốt thì ăn ngay quả cớt. Thế là thôi. Và xử lý hay tới từ Diet. Diet đã là người vớt vát lại cái party vai đó. Bắp bay, ơ chết rồi. Hello. Ồ, nhưng mà có găm giáo ở đằng sau. Khi mà đấy là sự xuất hiện tới từ Zai. Và bây giờ thì lướt vào, bắp bay sẽ sống. Nhưng vấn đề là Ma Tùm Man có giữ chân lại được ai ở đây không đây? Kì hỏi bay đi. Ơ kìa, Ma Tùm. Kì hỏi bay được rồi các bạn ạ. Ở đây thì lốc được lại TA lên.
Stun là chính xác và dài đang di chuyển tới. Có thêm cả Matum ở đây nữa. Lần này thì không có cướp. Đúng. Lần này thì không có cướp. Lần này thì chịu. Làm gì đấy Poppy ơi? Làm gì em mạng Poppy nhở? Hơi khó. Poppy nửa máu. Em vừa thấy Poppy đứng giữa đường TP xong rồi lại ngắt. Đợt này Poppy phải khoảng tầm phần 3 cây thì ba con trâu mới quyết định được. Làm luôn cái gì? Bên trong này thì sao đây? GS chết rồi. Cô lập được con Phượng Hoàng nhưng Ách đang tới và thôi dài tôi nghĩ là sẽ đi ở đây rồi. Bồn. Chặt. Cần rất chuẩn xác. Sang kinh vừa rồi hàm mạng Poppy và chết ngược các bạn ạ. Đó là mạng số 3 dành cho viên của team Secret. Ông Sun King này cuối cùng vẫn chết à? Thì đấy, anh đã bảo là không ham. Cứ dí vào cái con quyết tốc này làm cái gì? Chết ngay cả chúng tôi. Nó vẩy Deadwood chết ngược. Nó cầm xe chi ra nó vẩy Deadwood. Thế là thôi. Đây, các bạn sẽ được xem lại. Đâu nhỉ? Vâng, một cú hơi lắc não một chút đến từ ESL. Vậy là quên cắt highlight rồi. Quên cắt. Tôi cứ tưởng là tôi được xem lại pha quyết tốc solo kill Sun King. Nhưng mà không. À, kè xanh quá. Nhưng mà để xem. Thực ra thì cái khả năng sốc đam của team Big Ma là có. Với Ách, với Sun King, với TA. Họ cũng không quá ngại một AK. Nhưng mà đánh lên game hẳn là căng đấy nhá. Chuyện này những cái gậy xanh của team Secret cũng đáng giá. Gậy xanh của Lensark. Gậy xanh của Widok khỏe. Gậy xanh của Enchan thì bình thường. Đây chúng ta xem lại pha vừa rồi. Chồng. Bạn ơi, tôi đã bảo bạn rồi, bạn cứ đam mê công quyết tốc làm cái gì? Kệ nó. Cứ thích solo kill em ạ. Thật. Nhìn máu đấy không đủ, cứ đòi solo kill. Ui, Marco Chu đang copy đồ của mấy ông tàu. Lên thẳng, edit. Nào, Ake đang cố gắng hoàn thành xong cho mình. Đó là một cái song kiếm chéo. Giáp Dô. Mình đã nói về những cái gậy xanh của team Secret trong game đấu. Thì có hai cái gậy xanh là đáng tiền. Gậy xanh của Widok và gậy xanh của Lensak thôi. Còn thực sự thì gậy xanh của Matt cũng như là Enchan thì khá là phế. Không có quá nhiều tác dụng. Sproing với cả vẩy khiên nhiều hơn thì... Không, em ơi, cái đấy là dựng khiên lên đấy. À, cái dựng khiên để vẩy liên tục thì thật ra là cũng bình thường à. Chọc stun tới Sen King, họ muốn dồn vào anh chàng Nisa ở đây. Và Nisa thì sao đây, có cắm cọc luôn tới từ vị trí Poppy và cắm rất cục. Ngay lập tức Tomar Control phải bỏ mạng lại rồi. Và Zai thì cũng vậy, khi anh ta bị giữ chân lại ở đằng sau. Tuy nhiên Matum đã có mặt ở đây rồi. Ngay lập tức Win chạy rất nhanh nhưng bị Enchant lại. Và bây giờ thì cũng là mất đi cho mình tương đối tốc chạy. Nhưng vấn đề là anh ta vẫn an toàn. DD trong tay của anh chàng Miracle. Vì vậy các thành viên của Team Secret cũng hơi chùn chân. Một đổi một thôi, lại là hai offlane. Vừa rồi thì Matt cố gắng lấy thân mình ra để chặn. Anh ta gọi một cái lồng để gom các thành viên Digma lại, không cho họ tràn lên. Nếu không thì cái pha Digma đấy người phải chết là Lai Sang. Smoke và di chuyển qua đến từ bên phía của Team Secret. Và Nigma thì họ đang ở trên khu vực high ground. Đánh nhau ở trong những phạm vi hẹp thì Nigma vẫn có lợi thế hơn. Mặc dù hiện tại họ không có trứng nhưng họ vẫn còn quy tử cốt. Nếu bây giờ bên phía của team Secret quyết định Androxan thì sẽ là khá mệt để cho họ xử lý và giáp đồ đi. Một cặp rồi. Poppy thì chắc chắn là chết. Chết dưới tay của thanh chàng TA rồi. TA xiên dài rất đau. Dài chết 3 hit và Miracle có cho mình double kill. Nhưng Marco Cho ở đây thì không nằm lại. Anh ta vẫn còn sống sót. Matuaman bị cài trong combat rồi. Matuaman sẽ chết ở đây thôi. Và đó là triple kill Miracle. Thua rồi. Hay quá. Với anh Nigma dự nhiên đánh kinh thế. Tầm này thì cái con Ake nó chưa có nhiều tác dụng. Vừa lồ lên đồ đó là Butter Fury cũng như là song kiếm chéo. Khả năng đánh nhau rất yếu. Và hiện tại gần như là chỉ có mỗi Nisa thôi. Đúng. Mỗi Nisa là có sát thương. Matt cũng chỉ là người bồi thêm những cái Digivo. Nigma đang chủ động hơn. Sở tàn đôi Epicenter Zapdo có cướp lại rồi. My Control sẽ may mắn lùi về được một chút. Không biết anh ta có sống hay không. Và anh ta ở đây là sống được. Vâng, một cú combo vù mắt đến từ Nisa.
cái pha Winter Curse đó là để cứu Mind Control em ạ. Đúng. Tại vì nếu mà ba thành viên của Team Secret mà không bị giữ chân lại là Mind Control đi, mặc dù nó cũng hơi bóp, nó sẽ làm cho Epicenter là không có đam, nhưng còn hơn. Nếu anh ta bị bắn thêm hai hit Deadwood nữa thì là chắc chắn là chết rồi. Bắt được cố gắng đẩy về một con đó. Ui, đẩy về nhưng mà đồng đội chả thấy đâu. Tiêu. Tiêu ở đấy. Đồng đội không thấy đâu các bạn ạ. Giống thua lắm rồi. Secret sẽ bỏ giải chăng? Vâng, Secret dừng lại ở giải đấu lần này ư? Không, thực ra Secret dừng lại được mà. Quan trọng gì đâu, ETI là chính. Ở đây Nisa bị dí vào, ấp trứng luôn để lấy đam, nhưng mà có này chưa attendant ở đằng sau nhưng mà vẫn phải nằm xuống. Tôi thấy Miracle cùng với đồng đội lùa Secret như lùa vịt. Radiant's middle tower is under attack. À, giờ thì Nigma sẽ ép cả ba cánh thôi. Thì xem là Secret có đem nổi không đây. Với thế trận hiện tại thì nghĩ là Nigma sẽ cố gắng end game trong vòng 35 phút đổ lại. 15 phút nữa. Game này không nên để lâu. Đúng. Batum. Batum xong rồi đấy. Bị chọc như này sẽ bị không giữ có chân. Gì giữ chân cả. Đang cố gắng đợi đồng đội di chuyển tới. Đây là điều mà anh đã nói đến. Tức là nếu mà sản phẩm này trong này họ côn được vào người Puppey và Puppey biến mất rồi. Nhưng người tiếp theo liệu có là Mask của Zai hay không đây? Vẫn đang dí theo. Mask còn vẩy khiên nhưng mà vẩy chiều này thì là mất đi rồi này. Unstoppable. Và giờ thì di chuyển ra giáp do. Liệu có chết đây không đây? Hơi khó để giết con hero này. Okay. Nhưng giờ Nisha thì là có thể viable. Và giờ thì sao đây? Côn trúng. Và sẽ là xiên thôi. Cứ thế xiên chứ còn gì nữa. 2 xiên, 3 xiên, 4 xiên. Và giờ có chặt đây không đây? Không chặt được khi đối phương có Essence Ring. Trâu quá, không chặt được. Rõ ràng là Nigma đang có lợi thế trong trận đấu này rồi. Team địch có Ake nhưng mà họ vẫn đang dẫn tiền. Miracle bay quá. 7-1-6. Khéo trận này Miracle lại có cốt lái. Lại săn được lại Miracle đây. Tuy nhiên thì cũng chỉ là đến vậy thôi. Có ném độc các kiểu Miracle thì có cho mình đó là Aegis mà. Anh Thắng có một cú côn hơi mù mắt. Vâng, côn thì là vào lòng đất. Nhưng mà vấn đề là trâu lắm. Có tủ lạnh mà. Cái cọc quý đốc vứt đi rồi. Địch mà mình nghĩ là 50 phút nữa họ sẽ thắng thôi anh em. Còn lẹ. Úi dồi. Úi dồi ôi, Mai Cô Chô ơi. Mai Cô Chô vừa stun vào trái tim tôi. Nhưng bây giờ bên trong có một cú côn cực kỳ đỉnh cao. Cớt lại ở đây, cớt để giữ chân thôi. Và giờ thì I Love To Win sẽ cố gắng dí theo. Cái lồng này nó không thể làm gì được cả. Đốc một kill cho I Love To Win với tình huống trận đầu này. Và giờ I Love To Win sẽ di chuyển ra khỏi lồng thôi. Nigma ăn trụ tiếp thôi. Tiếp tục còn thêm một trụ nữa. Trận đấu này họ không nên dừng lại. Khi mà Matum vẫn đang bận farm. Nào, liệu có tin vui báo về gì không? Đồng ý là bên phía Team Secret có nhiều tiền đấy. Matum giàu. Nhưng mà để đánh nhau thì nó không thực tiễn. Đúng. Chưa thấy cái tác dụng của Batum trong trận đấu này. AC thì tạm tạo em ạ. AC sẽ giúp cho họ có thể chống lại lượng sát thương vật lý. Nào Zai cố gắng giữ chân lại anh Thắng trong đó thì Zai đóng thủ lạnh lại rồi và Zai đang gần chết. Zai chết rồi. Unstoppable dành cho vị trí của Miracle. Và giờ Batum chẳng thể làm gì được cả. Trông rất là bế tắc. Và giờ bị xiên ngược lại tới thì vị trí của Matuaman có lao vào côn không đây. Côn rồi và thôi sao Mata ra và sẽ có double kill cho Miracle. Triple kill cho Miracle. Gì? Và giờ thì Puppey có lẽ cũng sẽ chết thôi. Vâng. Gì luôn rồi. Đến từ bên phía của team Secret và Nigma giành chiến thắng 2-1. Wow. Anh ơi nhưng mà không có godline dành cho anh Thắng. Miracle tham quá. Wow. Nigma có một chiến thắng cực kỳ mãn nhãn các bạn ạ. Và Nigma sẽ là người đi tiếp ở giải đấu này. Sa? Dễ chưa, dễ chưa? Bật ngay trăm cả, hơi đen. Anh em mình còn nhiều kèo Nigma thắng 2-1 mà. Được nhá. Check, 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 check. Tối đa hóa lợi thế chứ. Từ từ đã anh em ạ, bọn tôi sẽ